các con, trước khi chúng ta đến với bài giảng của tuần này, cô mời các con cùng dành một chút thời gian để quan sát lại những nội dung mà cô đã từng nhắc nhở. Trước khi đến với bài học ngày hôm nay, thì cô sẽ cho các con cùng xem những hình ảnh sau đây. Và các con hãy đoán xem chúng ta sẽ học quốc gia nào nhé. Đây chính là một địa điểm tham quan rất nổi tiếng. Vậy đố các con, đây là gì? Đây chính là hình ảnh trong lăng mộ của nhà vua Tần Thủy Hoàng. Tiếp theo, cô mời các con hãy đoán xem đây chính là địa danh nào? Cô đã nghe các bạn trả lời rất chính xác. Đây chính là khu vực của Tử Cấm Thành. À, đến đây cô nghĩ là các con đã biết được hôm nay chúng ta sẽ đến với quốc gia nào rồi đúng không nào? Nhưng cô vẫn còn hai bí mật nữa muốn cho các con cùng khám phá. Các con hãy cùng khám phá tiếp với cô nhé. Đây chính là một trong những công trình kiến trúc rất nổi tiếng và cũng là một trong những kỳ quan thế giới thời kỳ cổ đại. Đố các con, đây là gì? Đúng rồi, đây chính là Vạn Lý Trường Thành. Và một tác phẩm rất kinh điển trong văn học, trong điện ảnh. Vậy đố các con, đây chính là tác phẩm gì? Chính xác, đây chính là một hình ảnh trong tác phẩm Tây Du Ký. Vậy thì qua bốn hình ảnh trên đây, các con cũng đã biết chúng ta sẽ học quốc gia gì rồi đúng không nào? Cô mời các con sẽ cùng đến với bài tiếp theo. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ 7, hình thành từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, từ những nhà nước đầu tiên ra đời ở Trung Lưu Hoàng Hà. Qua các cuộc chiến tranh, lãnh thổ Trung Quốc dần được hình thành và mở rộng. Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã chế tạo ra la bàn để xác định phương hướng. Họ còn là chủ nhân của một nền văn minh phát triển với nhiều thành tựu mà cho đến ngày nay nhân loại vẫn đang được thừa hưởng. Cùng với quá trình đó, văn hóa Trung Quốc cũng phát triển mạnh mẽ, nhiều thành tựu vẫn có ảnh hưởng nhất định đến ngày nay. Vậy điều kiện nào đã giúp người Trung Quốc cổ đại tạo dựng được nền văn minh rực rỡ như vậy? Và những giá trị to lớn mà họ truyền lại đến ngày nay là gì? À, chúng ta sẽ cùng đi tìm đáp án cho những câu hỏi này trong bài số 9 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ 7. Yêu cầu cần đạt của bài này như sau. Khi các con học xong bài 9 thì các con phải nắm được điều kiện tự nhiên của Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Tiếp theo, các con phải nắm được sơ lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ 7. Và cuối cùng, chúng ta phải nắm được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời kỳ cổ đại nhé. Nội dung chính. Bài này là một bài khá dài, nó trải ra đến 3 tiết, cho nên là các con sẽ thấy bài số 9 sẽ gồm có 4 la mã. Và trong tiết học ngày hôm nay, các con sẽ cùng tìm hiểu với cô ở phần la mã thứ nhất và la mã thứ hai, đó chính là về điều kiện tự nhiên và tìm hiểu quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng. Cô mời các con sẽ đến với phần 1 la mã, điều kiện tự nhiên. Cô mời cả lớp cùng quan sát hình 9.2, lược đồ khu vực cư trú ban đầu của người Trung Quốc cổ đại. Và các con hãy chú ý phần chú giải nằm ở phía góc dưới bên trái của lược đồ này nhé. Và quan sát lược đồ trên, các con hãy xác định vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời kỳ cổ đại.
Vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời kỳ cổ đại, đó chính là vùng trung và hạ lưu của sông Hoàng Hà. Các con sẽ thấy gồm có những kinh đô cổ như sau, đó là kinh đô Hàm Dương, Lạc Dương và Tây An. Về sau thì người Trung Quốc cổ đại đã mở rộng địa bàn cư trú xuống khu vực sông Trường Giang. Cô mời cả lớp cùng đến tham quan với cô một đoạn sông Hoàng Hà, và bên tay phải đó chính là một đoạn của khúc sông Trường Giang. Hoàng Hà có tổng chiều dài khoảng 5.464 km và diện tích lưu vực sông gần 753.000 km. Đây chính là con sông lớn thứ năm trên thế giới và dài thứ hai ở Trung Quốc. Sông Trường Giang hay còn được gọi là sông Dương Tử, dài khoảng 6.300 km và đây là con sông dài thứ ba trên thế giới. Hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang này đều đem phù sa về bồi đắp cho những cánh đồng châu thổ màu mỡ. Và đặc biệt, con sông Hoàng Hà chính là nơi sản sinh ra nền văn minh Trung Hoa, hay còn gọi là nền văn minh Hoa Hạ, với hơn 5.000 năm. Và những triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc như là sự xuất hiện của nhà Thương, nhà Hạ, nhà Chu đều hình thành ở lưu vực sông Hoàng Hà. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu xuất hiện và tranh giành bá vị với nhau, chủ yếu cũng đều hoạt động tại lưu vực sông Hoàng Hà. Về sau thì người Trung Quốc họ mới mở rộng lãnh thổ, mở rộng nơi sinh sống của mình. Họ bắt đầu tiến đến xuống phía Nam và xuống lưu vực sông Trường Giang. Vậy các con hãy trả lời cho cô câu hỏi như sau: Hoàng Hà và Trường Giang có tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời kỳ cổ đại? Sau khi cô phân tích về đặc điểm của hai con sông này thì con sẽ thấy là nó sẽ có hai mặt khác nhau. Thứ nhất, đó là về mặt thuận lợi. Hai con sông sẽ cung cấp một lượng phù sa màu mỡ, chính vì vậy tạo nên một vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu, thuận lợi cho việc trồng trọt. Chính vì vậy, kinh tế chính của người Trung Quốc thời kỳ cổ đại chính là ngành nông nghiệp. Nơi đây cũng đã trở thành cái nôi của văn minh Trung Quốc. Và trên vùng đất màu mỡ của hai con sông thì những nhà nước cổ đại đầu tiên của Trung Quốc đã ra đời, như cô có phân tích. Đó là ba triều đại đầu tiên, đó là nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu. Tuy nhiên thì hai con sông này cũng đem lại những khó khăn nhất định, đó chính là lũ lụt do hai con sông cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân. Cô mời các con sẽ ghi nội dung phần 1 La Mã điều kiện tự nhiên vào trong tập. Các con có thể bấm tạm dừng slide để chúng ta có thể chép kịp nội dung vào trong tập nhé. Tiếp theo, cô mời các con hãy cùng tìm hiểu về quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng. Phần này sẽ gồm có 3 nội dung nhỏ. Đầu tiên, các con sẽ cùng tìm hiểu phần A, sơ lược quá trình thống nhất lãnh thổ của nhà Tần. Thời kỳ cổ đại ở Trung Quốc kéo dài khoảng 2.000 năm, gắn liền với ba triều đại nối tiếp nhau là nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu. Trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang, lúc bấy giờ có tồn tại hàng trăm tiểu quốc khác nhau,
Các con thử hình dung như là nhà Hạ sẽ có những nước chư hầu khác nhau, nhà Chu, nhà Thương cũng như thế. Chính vì vậy thì các tiểu quốc lên đến con số là hàng trăm. Và giữa các nước tiểu quốc này á, thường xuyên xảy ra chiến tranh nhằm thôn tính lẫn nhau. Đến thời chiến quốc, các chư hầu của nhà Chu đánh diệt lẫn nhau và cuối cùng trên bản đồ mà các con chúng ta quan sát chỉ còn lại 7 nước và sử sách gọi đây là thời kỳ chiến quốc thất hùng. Và trong 7 nước này có một quốc gia nằm ở phía Tây, đó chính là nước Tần. Nước Tần đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ, trở nên giàu có và lấn át 6 nước còn lại. Nước Tần đã nhiều lần đánh chiếm những nước là Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên và Tề, liên tục mở đất, khiến cái nước chư hầu ở phía đông luôn bị đẩy vào cái thế chống đỡ. Và nhiều lần 6 nước chư hầu ở phía đông đã liên kết lại với nhau để chống lại nước Tần, tuy nhiên thì đều bị thất bại. Tần Doanh Chính đã thực hiện một cái chính sách, đó là chính sách thân xa đánh gần. Ông đã tiến hành giao hảo với nước Tề để cùng với nước Tề lấn chiếm các nước còn lại. Và sau khi nước Tề bị suy yếu thì nước Tần đã thôn tính nước Tề. Và đây, và cô xin giới thiệu với cả lớp, đây chính là người đã có công thống nhất các quốc gia, các nước chư hầu lúc bấy giờ ở trên lãnh thổ của Trung Nguyên. Đây là chân dung được vẽ lại của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng còn gọi là Tần Doanh Chính, sinh ngày 18 tháng 2 năm 259 trước công nguyên, mất ngày 11 tháng 7 năm 210 trước công nguyên. Ông là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt các nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ chiến quốc vào năm 221 trước công nguyên. Ông lên ngôi Tần Vương năm 13 tuổi và trở thành hoàng đế năm 38 tuổi, thay vì tiếp tục xưng vương như các vị vua thời nhà Thương và nhà Chu. Và để đánh dấu mốc cho việc thống nhất Trung Hoa, chứng tỏ nhà Tần còn vĩ đại hơn các triều đại trước, ông đã tự tạo ra một danh hiệu mới là hoàng đế và tự gọi mình là Thủy Hoàng Đế. Các con hãy quan sát lược đồ quá trình thống nhất lãnh thổ Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng và hãy kể tên lần lượt các nước bị Tần thôn tính theo trình tự thời gian. Cô đã hệ thống lại cho các con. Cô đã hệ thống lại cho các con những sự kiện như sau. Nhà Tần đã đánh nhà Hàn vào năm 230 trước công nguyên, sau đó chinh phục nhà Triệu vào năm 228 trước công nguyên, thôn tính nhà Ngụy vào năm 225 trước công nguyên, và sau đó là đến nước Sở vào năm 223 trước công nguyên, nước Yên là năm 222 trước công nguyên, và cuối cùng là nước Tề vào năm 221 trước công nguyên. Năm 221, Doanh Chính lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Tần Thủy Hoàng. Ông đã thực hiện nhiều chính sách, đặt nền móng cho sự thống nhất và phát triển lâu dài của Trung Quốc về sau. Cô mời các con cùng quan sát hình ảnh sau đây và hãy cho cô biết Tần Thủy Hoàng đã làm gì để thống nhất toàn diện Trung Quốc. Việc làm đầu tiên của Tần Thủy Hoàng đó chính là về mặt quân sự. Tần Thủy Hoàng đã tận dụng những lợi thế về sức mạnh của lực lượng quân đội. Ông đã chấm dứt chiến tranh liên miên, thống nhất và mở rộng lãnh thổ. Trong đó, Tần Thủy Hoàng chính là người có công rất lớn trong việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành được xem như là một tháp canh
nhằm để kiểm soát biên giới, ngăn không cho sự xâm nhập của các thế lực bên ngoài vào lãnh thổ của Trung Quốc. Trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất quốc gia thì các con có biết không, ở các tiểu vương quốc có những đơn vị tiền tệ và sự đo lường khác nhau. Chính vì vậy, sau khi mà thống nhất quốc gia thì công việc tiếp theo đó chính là Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh thống nhất tiền tệ và hệ thống đo lường nhằm tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa của người dân dễ dàng hơn. Về mặt văn hóa thì Tần Thủy Hoàng đã thống nhất chữ viết, tạo thuận lợi cho sự giao lưu tiếp xúc giữa các vùng miền. Trong ảnh đó là hình ảnh của chữ giáp cốt. Đây chính là chữ viết sớm nhất của người Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Các con sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về nội dung của chữ giáp cốt này nhé. Chữ giáp cốt được khắc trên mai rùa hoặc là xương động vật, chú trọng miêu tả vật thật, và do khắc trên xương cốt cho nên nét chữ sẽ bị thô và nguệch ngoạc. Và chữ tiểu truyện được phát triển dựa trên cơ sở của chữ giáp cốt. Các con cùng quan sát hình ảnh của chữ tiểu truyện. Chữ khuôn trong hình vuông, nét thanh thoát, mang tính đối xứng trái phải rõ nét, bố cục chặt chẽ. Sau khi các con đã được nghe cô phân tích về những chính sách cai trị của Tần Thủy Hoàng thì các con có nhận xét như thế nào về nhân vật Tần Thủy Hoàng? Chính sách cai trị của Tần Thủy Hoàng sẽ gồm có hai mặt. Mặt thứ nhất đó là mặt tích cực và mặt thứ hai đó là về mặt hạn chế. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Tần Thủy Hoàng là một ông vua rất có tài. Ông đã thực hiện nhiều biện pháp để thiết lập bộ máy nhà nước và củng cố đất nước. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng là một ông vua rất là bạo ác. Ông đã bắt hàng triệu người phải đi phu xây dựng cho mình những công trình đồ sộ và quy mô lớn như là Vạn Lý Trường Thành, cung A Phòng và lăng mộ của bản thân ông. Và ông đã dùng rất là nhiều hình phạt hà khắc để mà cai trị nhân dân. Chính vì vậy, dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa của những người nông dân nổ ra nhằm chống lại sự cai trị của ông. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về những giai cấp mới trong xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào. Cả lớp cùng quan sát sơ đồ phân hóa xã hội dưới thời Tần và hãy cho cô biết xã hội cổ đại Trung Quốc gồm những giai cấp nào. Quan sát sơ đồ phân hóa xã hội dưới thời Tần, chúng ta có thể thấy ở thời kỳ xã hội cổ đại Trung Quốc sẽ gồm có hai giai cấp. Giai cấp thứ nhất đó là giai cấp quý tộc và quan lại. Giai cấp thứ hai là giai cấp nông dân công xã. Qua đến thời kỳ xã hội phong kiến thì xã hội phong kiến Trung Quốc sẽ gồm những giai cấp nào? Và những giai cấp này được bắt nguồn từ giai cấp nào trong thời kỳ cổ đại? Thời kỳ phong kiến thì xã hội Trung Quốc gồm hai giai cấp. Giai cấp thứ nhất đó là giai cấp địa chủ. Địa chủ được hình thành từ giai cấp quý tộc quan lại do chiếm được nhiều ruộng đất và một bộ phận nông dân công xã. Và những người nông dân công xã này là những người giàu có, họ sẽ trở thành giai cấp địa chủ. Còn những người nông dân lĩnh canh thì như thế nào? Nông dân lĩnh canh hay còn gọi là tá điền được hình thành từ giai cấp nông dân công xã do họ bị giai cấp địa chủ bóc lột, cướp đoạt ruộng đất. Chính vì vậy, họ không còn ruộng đất để mà canh tác nên phải thuê lại ruộng đất từ địa chủ để mà sản xuất cày cấy. Và sau đó thì họ phải nộp tô lại cho giai cấp địa chủ. Sau đây, cô mời cả lớp cùng ghi chép phần Hai La Mã vào trong tập.
quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng. Nhà Tần đã không tồn tại lâu dài như tham vọng của Tần Thủy Hoàng. Sau 15 năm tồn tại, từ năm 221 trước công nguyên đến năm 206 trước công nguyên, nhà Tần đã sụp đổ. Và ở nội dung của phần Hai La Mã chép bài này thì các con sẽ thấy là xã hội sẽ gồm hai giai cấp, đó là địa chủ và nông dân lĩnh canh. Địa chủ sẽ bóc lột nông dân lĩnh canh bằng địa tô. Vậy thì địa tô là gì? Địa tô có nghĩa là sản phẩm mà người nông dân họ thu hoạch trên cái mảnh đất được thuê từ giai cấp địa chủ. Có thể là thóc, những cái loại thực phẩm như là ngô, bắp, vân vân. Họ sẽ nộp một phần sản phẩm thu hoạch được của mình cho giai cấp địa chủ. Sau đây là phần hướng dẫn tại nhà. Các con học bài cho cô, sau đó sẽ đọc sách tiếp phần 3 và 4 La Mã của bài chính Trung Quốc cổ đại. Và các con nhớ nhé, trong tuần này chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên tiếp theo. Cô chúc các con sẽ ôn bài thật tốt và làm bài kiểm tra thường xuyên lần 2 này có kết quả thật cao. Cô chào các con.